Nếu không nói ra thì khó mà biết được số rau muống này đang được sơ chế để bán cho người tiêu dùng. Sau một tháng điều tra, tin tức Mỹ Công ghi nhận được những hình ảnh về thứ công nghệ Hải Hùng tạo ra rau muống bào và còn được nghe tâm sự của những ảo thuật gia phù phép rau héo thành rau tươi ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là hóa chất. Hóa chất nhưng mà là nó, cái gì? Nó không có tên này. Nó không có tên. Yeah. Nó chỉ gọi là hóa chất dùng cho rau muống. Chẳng qua là con người tiêu dùng, người ta do mình tự mình hại mình. Rau muống được đóng gói giao đi nhiều tỉnh thành. Chẳng ai biết được thứ rau này được chế biến thế nào mà để nhiều ngày vẫn cứ thấy tươi mãi chẳng héo. Dễ nhận ra điều bất thường khi đi qua khu vực trồng rau muống Bạc Ngàn ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh những ngày này. Ở nơi được xem là xứ sở rau muống vùng Đông Nam Bộ, nước trong những con lạch tưới rau hầu như luôn mang một thứ màu xanh kỳ lạ. Tại xưởng bào rau của một cơ sở không tên, không số, rộng hơn 2 hectare, nằm trên đường 288 thuộc xã Bình Mỹ. Không cần quá tinh mắt cũng vẫn có thể nhận thấy thứ nước lạ này chảy ra từ các bịch rau muống vừa bào xong. Chủ cơ sở cho biết mỗi ngày họ cung cấp ra thị trường khoảng nửa tấn rau thành phẩm. Và theo tìm hiểu thì loại nước này là một bí quyết được những người trong nghề truyền cho nhau. Bọn em làm thì em phải bảo quản cho người ăn thôi. Không phải do bọn em thấy người ta cầm vào muống vàng là người ta chơi xấu. Tại sao không ăn? Người ta sẽ không mua. Vì nhưng thì là bọn em phải xử lý qua một cái gọi là cái màu để cho nó tạo ra cộng màu muống xanh trở lại. Người pha chế chẳng theo công thức nào, chỉ đơn giản là làm theo thói quen. Người đi cái đồ hết. Đấy, cái này nhiều quá, tí nó bay đi. Không có màu gì đấy, không sợ. Cho thêm tí nữa, cái đồ. Đúng rồi, bọn em phải đầy chậu nước nhưng mà này hết nước, nhà hết nước thì làm cho ít thuốc, tại vì cũng có một bịch này nó còn nhúng mấy trăm ký. Sau 20 giây nhúng vào hóa chất, 3 ký rau củ biến thành rau tươi xanh mơn mởn. Công nghệ phù phép rau kinh hoàng như thế, nhưng những người này vẫn ba hoa rằng đây là màu thực phẩm được cấp phép sử dụng đàng hoàng. Đấy là cái màu, còn là cái màu chậm á. Em có thể sử dụng giấy tờ của hợp pháp, uống mộc đỏ. Chai nước ngọt của anh uống bình thường là nó xài được cái màu này đó. Anh muốn màu đỏ thì nó mua lấy màu đỏ nó xài cho anh hơn. Dù rằng nấu rau được nhúng vào thứ gọi là màu thực phẩm, nhưng cũng chính người đàn ông này lại thừa nhận rằng đây là thứ không hề tốt cho người tiêu dùng. Chẳng qua là con người tiêu dùng, người ta do mình tự mình hại mình thôi. Nếu như mà không muốn ăn cái màu thì mình người ta đâu dùng gì cho tốn tiền. Cái này không bảo quản được nhá. Em vẫn nói là cái này nó không phải là nó bảo quản đâu. Mà em chỉ làm che mắt cái người ăn thôi. Đầu tiên là người ta thấy đẹp đúng không, nhưng mà người đẹp nhưng mà người ta vẫn phải người ta phải rửa lại. Rau dù cũ, dù héo đến cỡ nào, chỉ sau 20 giây ngâm vào thứ hóa chất màu xanh đen này, liền trở nên tươi non, mơn mởn. Điều khiến người ta sốc hơn là cái gọi là công nghệ sơ chế này lại được truyền tay nhau để nhiều cơ sở chế biến rau muống bào khác trên địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng. Những tổ hợp chế biến thực phẩm kinh hoàng hơn sẽ được vạch trần trong kỳ 2 loạt phóng sự điều tra độc quyền. Kính mời quý khán giả đón xem.